khách du lịch có thể tự do bơi lội trong các hồ bơi của khách sạn và đi bộ dọc theo bãi biển tuyệt đẹp ở đảo Phuket. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 24 giờ sau khi đến, sáng kiến hộp cát Phuket cho phép du khách di chuyển tự do trên đảo mà không cần cách ly, mặc dù hầu hết các nơi công cộng vẫn yêu cầu đeo khẩu trang. Tuy nhiên, những người kinh doanh dịch vụ địa phương cho biết họ ít được hưởng lợi từ kế hoạch này bởi khách du lịch thường xuyên ở lại các khách sạn lớn. Chúng tôi, những người bán hàng rong, khó có thể kiếm tiền từ khách nước ngoài vào lúc này. Họ sẽ chỉ đến các khách sạn lớn và nhà hàng hải sản lớn. Năm ngoái, Thái Lan đã mất khoảng 50 tỷ đô la Mỹ doanh thu từ du lịch khi lượng khách nước ngoài giảm tới 83%. Phuket là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tôi đi dạo một vòng vào buổi chiều và thấy có nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Nó rất khác so với trước đây. Tôi hy vọng trong vài ngày tới tất cả các cửa hàng ở đây sẽ mở cửa trở lại. Trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, hàng triệu du khách đến thăm Phuket mỗi năm. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng việc mở cửa trở lại sẽ giúp cứu vãn ngành du lịch của nước này.